Lê Hằng mùa đông buồn kể chuyện được phán nhận ra đang mua tôm ngoài chợ. Tôi đẹp quá hay sao mà ông cứ nhìn tôi quay vậy? Với hội đam mê TikTok, chị mùa đông buồn đã là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Dù hiện tại đã đổi tên thành bốn mùa TikTok nhưng kiểu tạo dáng độc quyền, hái hước công việc không ngại xông pha, có thể quay clip ở mọi bối cảnh của chị vẫn không lẫn đi đâu được. Chị mùa đông buồn. Đó cũng chính là lý do khiến cho những clip của chị mùa đông buồn vẫn cực kỳ viral trên mạng xã hội. Đặc biệt với nhiều clip triệu view, hot TikToker này nổi như cồn từ TikTok đến Facebook hay YouTube và ra cả ngoài đời luôn rồi. Mới đây, chị mùa đông buồn đã làm clip kể chuyện về cái sự nổi tiếng của mình. Chị cho biết mình đi chợ gặp anh bán tôm nhận ra, bữa em đi chợ mua 800g giam tôm, đưa tờ 200k, hết 96k người ta thối lại cho em 104k. Tính tiền xong rồi mà mình thấy anh ta cứ nhìn mình, cứ tưởng mình đẹp quá nên mới hỏi, tôi đẹp quá hay sao mà ông cứ nhìn tôi quay vậy? Tôi mới bảo chứ, trời ơi, tôi kêu anh bằng anh mà anh lại kêu tôi bằng chị. Kết quả chỉ là người này thấy quen hình như đã gặp ở trên, phay, rồi. Nữ hoàng TikTok mùa đông buồn kể chuyện anh bán tôm nhận ra khi đi chợ. Ngoài clip này, chị mùa đông buồn cũng kể thêm một vài tình huống khác được mọi người nhận ra khi đi chợ. Chị cho biết có rất nhiều hỏi chuyện bị chửi trên Facebook và YouTube, nói chị khùng điên thì mùa đông buồn chẳng buồn chút nào mà còn trả lời, tôi không hẳn bị khùng bị điên mà vừa xấu lại còn vô duyên. Mà chơi TikTok giết xong cùng có khùng khùng thật cười. Hiện tại, tài khoản 4 mùa TikTok Lê Hằng 1983, chị mùa đông buồn đã có gần 100k lượt theo dõi và hơn 819k lượt yêu thích. Trong đó có clip khi hát nhép theo bài khúc nhạc vui, và clip hát nhép thích thì đến đều đã có 6,2 triệu lượt xem. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.